Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức triển khai đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, việc triển khai đề án cần mang tính tập trung, trọng điểm để tạo chuyển biến trong công tác phòng chống lẩn tránh gian lận xuất xứ. Trước mắt cần tập trung nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh trong thời gian qua sang một số thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, EU, Canada, như là gỗ, sản phẩm từ gỗ, giày dép, may mặc. Trước mắt sẽ thành lập tổ thường trực thực hiện đề án hoặc giao Cục Phòng vệ Thương mại làm đầu mối thực hiện kế hoạch. Thành lập tổ công tác liên ngành phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa do Bộ Công Thương chủ trì. Ra soát lại cơ chế, hệ thống cấp CO có khuyến nghị. Nghiên cứu đề xuất nâng mức phạt với các hành vi gian lận xuất xứ. Ra soát kiến nghị việc tăng cường kiểm tra quản lý đối với các hoạt động chuyển tải, tạm nhập tái xuất, đặc biệt với nhóm hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ cao. Để việc triển khai đề án có hiệu quả, cũng sẽ xây dựng cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, xem xét thành lập tổ thường trực gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an, VCCI, đồng thời lập danh sách đầu mối liên hệ tại các bộ ngành địa phương, một số hiệp hội ngành hàng lớn để liên lạc thường xuyên.